mình chào bạn nha. Cái gì ta? Tháo ra đi, tháo ra nó nhẹ hơn. Cái này nó mài quá mài rồi. Tháo dàn sới giờ nha mọi người. Ồ, cái con rắn này thì che te te luôn. Con bánh nó không chớ gì mà con bánh, con sợ bánh xích mà không con bánh. Đi ra ngoài kiếm lấy cái máy cày có bánh lồng vô kéo mọi người, giống cái chiếc bánh xích này kéo nó tụt cái đường này, nó gớm luôn nè. Bây giờ đem chiếc Shiboga mà cái mang cái cặp bánh lồng vô để mà kéo nha mọi người. Shiboga này Shiboga máy đang biết nữa, Shiboga này đẹp nha. Thì ra chiếc này Shiboga là SD 3203, chiếc này đẹp. Chiếc này êm quá. Ui, cái xích đã chậm qua cặp máy này luôn. Xích cho trong đó chút đi. Kéo xéo xéo á. Giờ dập xéo xéo rồi. Đây kìa, đắt rồi, thấy ghê không? Ủa mà đất này dần đem bánh lồng vô trục luôn, khỏi xới luôn. Cái chỗ này chưa xới đâu mà chạy dặm nhờ tử luôn. Cái này giật cái bay lên rồi. Được chưa? Cọc vô. Thấy gì cũng chua dữ vậy ta.
cái đầu giật thấy nó có muốn nhóm đó, nhưng mà khi mà kéo thẳng là nó không đi. Giờ phải đi dây, đi dây làm chân trụ quá trời. Cái chiếc Yoga này nó cũng bự con lắm nè, có bánh lồng rồi, nó bám, có cái đầu bám 3203 SD xe đẹp. Nhưng mà hôm đi dây nghe là phát một lên, tính giật cho nó nhanh mà giật không lên nha mọi người, cho nên là cái này là mình đi dây bỏ lại cái dàn sới rồi thì sẽ kéo lại dàn sới sau rồi lên là ngon lành rồi. Này ra như cái lỗ địa luôn mà trời, nó sâu lúc sáng đây. Ở đây là vụ qua nha mọi người, trong vuông vụ ba mùa này là mùa mưa nữa, cho nên là dữ dội, đất rồi không có lúc nào mà khô đâu, đi lúng ọc ọc. Mày ơi, giật đầu lên mới được, cho nó lên trên đi. Giờ lại cho một đầu, cho nó lên một đầu. Ghê chưa? Thấy con đầu đó còn lâu vậy, chẳng ai để ngay giữa sao lên. Chè lại đổi hướng. Ở đâu? Kéo con gái nó khuyết cây ra như một cái đường nước, cây ra như cái đường mương luôn. Lúc rồi xong rồi, bây giờ thì kéo cho nó bật lên nha mọi người, đừng mà gắn cái bông xế vô cho con 600.
rồi xong rồi đó. Bây giờ thì con sóc không thông qua gắn vô và chạy tiếp thôi. Rồi cái clip của mình trên đây kết thúc nha mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Đó, xem mua giáo mà thấy mà thích kênh của mình về máy cày thì mong mọi người cho mình một like và đăng ký kênh để mà ủng hộ tinh thần mình để mình quay về tiếp tục cho mọi người xem nha. Mến chào mọi người nha.